Ok, nói về mấy cái này thì view nó ít lắm, tại vì người ta không có khoái. Ok, chẳng hạn như người ta khoái là hoa hậu hở vú đồ này kia nhiều hơn, đó không có như vậy. Vì trẻ trâu vô coi tôi nói ông này nói chán chết mẹ, không có gì nghe nữa. Ok, nói thẳng là vậy, họ chỉ muốn giới trẻ Việt Nam là coi như tàn tàn biết cái đó thôi, lên trên mạng là coi họ mày lấy cái chảo chiên ốp la với này là chiên đậu hũ vú, ok là khoái rồi đúng không. Kiếm em nào mặc áo ở hở lên chiên ốp la thôi, mẹ cũng vô coi nữa dạy nấu ăn, phải không? Đại khái là như vậy. Tại vì khi mà con người ta, anh ta không quan, tại vì người ta khi con người ta có trí thức á, tôi có nói với vị rồi, con người á nó khác. Khi người ta có trí thức á, người ta sẽ đặt câu hỏi, người ta sẽ có question, ok what, tại sao, ok how, phải làm sao, bây giờ phải làm sao, phải làm sao, vấn đề là vậy. Nhưng mà khi mà con người ta ù lì kệ mẹ nó, cứ Việt Nam ta vô địch tự sướng cái là không cần biết cái gì vui vui không biết nữa là được rồi. Còn mấy cái chuyện khác là để đảng nhà nước lo. Chính vì như vậy đó thì họ mới dễ cầm quyền, họ mới dễ định nước. Thành ra khi mà con người ta có kiến thức, họ phải ngăn chặn truyền thông báo chí, thành ra rốt cuộc họ đâu cung cấp tin gì cho quý vị nghe đâu.